Chỉ tính riêng trong tháng 11 vừa qua, Sài Gòn Co-op đã khai trương đến 10 cửa hàng Co-op Food. Và trong tháng 12, con số dự kiến tăng gấp đôi là 20 cửa hàng Co-op Food. Tương tự trong 2 tháng qua, hệ thống này cũng khai trương 4 siêu thị là Co-op Mart Chu Văn An, Con Tum, Hà Tiên và Nam Định. Bên cạnh việc chú trọng tạo nguồn hàng, việc phát triển mạng lưới cũng nhằm nâng cao khả năng phân phối hàng hóa xuất xứ rõ ràng, chất lượng đảm bảo và giá cả hợp lý, đặc biệt là hàng Việt đến tận tay người tiêu dùng. Dự kiến từ nay đến cuối năm, Sài Gòn Co-op sẽ tiếp tục khai trương thêm 4 đến 5 siêu thị Co-op Mart và Co-op Extra, khoảng 10 cửa hàng thực phẩm Co-op Food tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội để tăng mức độ phủ sóng và tính kết nối cho hàng bình ổn giá và hàng Tết đối với người tiêu dùng trên cả nước.